Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Lộc sẽ cùng với mọi người học một cái trang học trực tuyến tên là Future Learn. Và hôm nay Lộc sẽ học cái khóa học tên là Understanding IELTS. Rồi, ở đây nó có một cái introduce nhỏ nè, là improves your English, cải thiện tiếng Anh của bạn. And prepare for test. Test và chuẩn bị cho những bài thi such as IELTS reading, IELTS phần đọc, writing phần viết, speaking phần nói và listening và phần nghe with this free online course. Với cái khóa học trực tuyến miễn phí này. Rồi, go to course có nghĩa là vào khóa học. Đầu tiên mình vào khóa học rồi này các bạn. Mình sẽ có Understanding IELTS của British Council. Rồi đầu tiên là một to do. Thẻ này là thẻ to do. Rồi này là week. Week 1, 2, tuần 1, tuần 2, tuần 3. Rồi, week 1, cái này chắc là phần mục lục với mấy bạn. Là những nội dung mà trong tuần 1 này mình sẽ làm. Rồi, đầu tiên, week 1, introduction to IELTS, giới thiệu về kỳ thi IELTS. Getting started, khởi động. Meet the educators and shape your feelings about exams. Là gặp những cái nhà giáo dục và and share nha mấy bạn và chia sẻ cái cảm nhận của bạn về kỳ thi, để mình mở lớn lên, chia sẻ cảm nhận của bạn về kỳ thi. Welcome article. Welcome, cái này là cái welcome nè, cái article này có nghĩa là một cái bài viết giống như một bài báo vậy đó. Bây giờ mình bắt đầu cái đầu tiên này nha. Welcome. Please note, làm ơn, chú ý nè. This course will retire on 7 November 2019. Là có nghĩa khóa học này đã nghỉ hưu hoặc là nói chung là nó đã kết thúc lâu rồi mấy bạn. Có nghĩa là ngày 7 tháng 11 2019 là nó đã nghỉ hưu rồi, là không. Nghỉ hưu ở đây có nghĩa là mình tra cái chữ retire nha, ngoài cái nghỉ hưu ra thì nó còn nghĩa gì nữa không? Oxford. Mình hay dùng từ điển Oxford Learner Dictionary. Từ điển này rất là dễ đọc. Retire. Người mà retire á thì có nghĩa là về hưu. Đây, retire from job có nghĩa là leave your job, stop working, especially because you have reached a particular age. Có nghĩa là đến một cái độ tuổi nhất định. Or because you are ill, có nghĩa là mình bị bệnh. To tell somebody they must stop doing their jobs, là nói với ai đó là họ phải ngừng làm việc. Nó có hai nghĩa là mình nghỉ hưu, mình chủ động mình nghỉ hưu, hoặc là mình cho ai đó nghỉ hưu. Nó có hai cái nghĩa là như vậy. Rồi, cái này là về thể thao. Cái bài của mình là một cái khóa học thì không thể nào là thể thao được. From to a place là rời một cái nơi nào đó. Cái này thì cũng không có đúng lắm. Go to bed cũng là retire luôn nè. Retire là go to bed. Cái này hay dùng trong văn chương. In baseball là ở trong bóng chày, cũng không liên quan. Or of army, to move back from a battle in order to organize a soldier in a different way. Trở về sau cái trận chiến để mà xếp xếp lại binh lính, dàn binh lại đúng không các bạn?
Stop competing. À, stop competing. Trong thể thao là ngừng thi đấu bởi vì bạn, à, này chắc giải nghệ đó. Bởi vì bạn bị chấn thương rồi nên là mình phải phải ngừng thi đấu đi. Cái này nó chỉ đơn giản là ngừng thi đấu thôi nha mấy bạn. Chứ giải nghệ thì cái nghĩa này nó chưa chưa hẳn là giải nghệ. From to a place là leave a place, especially go somewhere quieter or more private. The jury retired to consider. À, có nghĩa là lắng đi. Retire có nghĩa là lắng đi để mà xem xét về cái chứng cứ. Vậy bây giờ sao ta? À, retire tính từ ở đây bạn. Nó có một cái retire tính từ. Having retired from work có nghĩa là chắc là đã stop working rồi, đã không có còn làm việc nữa rồi. Ở đây mình có là retired judge là cái gọi là cái gì ta, judge là judge là gì ta, tôi tự quên rồi. Judge là cái người mà làm cho tòa, là làm ở trong tòa án đó các bạn. Bất tử mình quên tiếng Việt là cái gì luôn. Mình sẽ vô từ điển tiếng Việt ha. Tra từ .goviet.vn. Judge. Judge là thẩm phán mấy bạn ơi. Thẩm phán. Anh ấy là một thẩm phán vừa mới nghỉ hưu gần đây. Ba tôi nghỉ hưu. Bây giờ tôi ba tôi nghỉ hưu rồi. Còn câu này là nói chung là nó ngừng làm việc các bạn. Mình chốt lại cái nghĩa này đi, mình ngừng làm việc nha, có nghĩa là cái khóa học này đã ngừng làm việc rồi, là chắc là người ta không có cập nhật nữa. Điều này có nghĩa là nó đã, this means it is no longer being updated nè mấy bạn. Điều này có nghĩa là nó không có còn được cập nhật or maintained hay là duy trì nữa. So information within the course may no longer be accurate. Có nghĩa là những cái thông tin ở trong cái khóa học này sẽ không có còn, có thể là sẽ không có còn chính xác nữa. Future learn accepts no liability. No liability. Liability là như mấy bạn biết không? Mình nghĩ là nó là sự tin tưởng. Nhưng mà liability. Mình ra hai từ điển mình cho chắc ha. Liability. 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 Đó. The state of being legally responsible for something. À, là cái này là cái danh từ nó về sự chịu trách nhiệm pháp lý cho một cái gì đó. Mình học một cái ví dụ ha. Liability for something là the company cannot accept liability for any damage caused by natural disasters. Là cái công ty không thể nào mà chấp nhận được những cái sự chịu trách nhiệm pháp luật, chịu trách nhiệm pháp lý, là không chấp nhận sự chấp nhận pháp lý cho bất kỳ cái thiệt hại nào gây ra bởi thiên tai. Công ty không nhận bất kỳ trách nhiệm nào, không nhận chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ cái thiệt hại nào gây ra bởi thiên tai. Rồi, cái này có nghĩa là sự chịu trách nhiệm pháp lý, liability, sự chịu trách nhiệm pháp lý. For any loss or damage arising. Cái này mình biết nè, cái này hiện lên, nổi lên, xuất hiện đó. Là Future Learn là cái trang web này nè mấy bạn, trang web mình học tên là Future Learn sẽ không có chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ cái mất mát hay là cái thiệt hại nào mà nổi lên xảy ra
As a result of là như là một kết quả của việc sử dụng, hoặc là reliance là chắc là tin vào những cái thông tin này. Reliance là the state of being legally responsible for something. Không phải, ủa, gì kỳ vậy? À đây, reliance đây. Reliance. Reliance on, upon somebody, something. The state of needing somebody, something in order to survive, be successful, etc. The fact of being able to rely on somebody, something. Có nghĩa là cái trạng thái của việc cần ai đó, thứ gì đó để mà tồn tại hoặc là thành công. À, mình có cái synonym là dependence, có nghĩa là sự phụ thuộc, đúng mấy bạn. Mình đọc cái ví dụ đầu tiên nha. Heavy reliance on one client is risky when you are building up a business. Có nghĩa là sự lệ thuộc, sự phụ thuộc vào một cái khách hàng nào đó, client là khách hàng, thì thông thường thì rất là rủi ro, đầy tính rủi ro khi mà bạn đang đang xây dựng một cái công ty, một cái vụ làm ăn. Rồi. Rồi bây giờ mình dịch lại ha, là Future Learn sẽ không có chịu trách nhiệm pháp lý cho bất cứ cái mất mát hay là thiệt hại nào xảy đến, như là kết quả của việc dùng hay là mình phụ thuộc vào những cái thông tin này. Rồi, bây giờ phần 1.1, mình nó nói mình là you have completed one steps in which one, có nghĩa là mình hoàn thành không bước ở trong cái tuần 1, là nãy giờ mình mới bắt đầu thôi, không bước là đúng rồi đúng không? À, đây là những cái tác giả của cái khóa học này nè mấy bạn. Clockwise from top to left, có nghĩa là theo chiều kim đồng hồ từ trái, à, từ phía bên trên bên trái sẽ là, đây là Neil nè, Neil, Tina nè, Alistair nè, này Karen, đây là Freddy, này là Nira hả? Hay là Nirai, 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 anh này là Sally. Khóa học này là của British Council. Rồi bây giờ chúng ta vô nè. Cái này sẽ là welcome. Mình thấy là ở đây người ta học rất là nhiều rồi với bạn. 32.125. 32.125 comments. Rất là nhiều. Hello and welcome to Understanding IELTS. Xin chào và chào mừng tới khóa học thấu hiểu IELTS. Cái này có âm ca nha mấy bạn. Technics for English language. Test. Thank you for joining this course. Những kỹ thuật để mà những kỹ thuật cho những bài kiểm tra ngôn ngữ là tiếng Anh. Thank you for joining this course. Cảm ơn vì đã tham gia khóa học này. We hope you enjoy the next 6 weeks. Chúng tôi mong bạn sẽ yêu thích 6 cái tuần tiếp theo. Khóa học này diễn ra trong 6 tuần. Rồi, mình bắt đầu. How does the course work? Là cái khóa học này nó hoạt động ra sao? Over 6 weeks, we'll look at all aspects of the International English Language International English Language Testing System, tắt là IELTS, là hơn 2 tuần một chút, hơn 2 tuần, không, nhầm, hơn 6 tuần
chúng ta sẽ nhìn xem mỗi khía cạnh của cái hệ thống kiểm tra ngôn ngữ tiếng Anh quốc tế đó, bài TIELTS của mình là cái tôi viết tắt là English Language Testing System, không phải thiếu chữ hi nè. International English Language International English Language Testing System, IELTS. Right. We'll start each week by asking you to share your feelings about one of the four skills of English. Có nghĩa là chúng tôi sẽ bắt đầu mỗi tuần bằng cách là hỏi bạn chia sẻ cái cảm nhận của bạn về một trong bốn cái kỹ năng của tiếng Anh: reading, speaking, writing and listening. Mấy cái này quá dễ với chúng ta rồi đúng không? We'll then look at how these skills are tested in the IELTS test before moving on to what you can do to improve your performance. Chúng tôi sau đó sẽ nhìn vào cái cách mà mỗi kỹ năng nó được kiểm tra ở trong cái bài thi IELTS trước khi mà chúng ta chuyển tới những cái phần, những cái mà chúng ta có thể làm để mà cải thiện cái sự your performance. Performance là sự trình à, để cải thiện cái sự thể hiện của bạn ở trong cái bài thi này. Our video tutor Rob will introduce each topic and give you some tips throughout the week. Là tutor là gia sư đó các bạn. Gia sư bằng trong video anh Rob sẽ giới thiệu những cái chủ mỗi chủ đề và cho bạn một vài cái gợi ý tips anh em, và gợi ý là những cái mẹo throughout the week, là suốt trong tuần. You'll do some short quizzes to help you improve your test taking techniques. Là bạn sẽ làm một số cái bài trắc nghiệm nho nhỏ, những cái trắc nghiệm ngắn để mà giúp bạn cải thiện cái kỹ thuật lúc mà làm bài thi. At almost every step, you will be asked to share your opinions, ideas and questions with other learners. Và ở mỗi bước và ở gần như hầu hết mọi bước thì bạn sẽ được hỏi để mà chia sẻ cái ý kiến, ý tưởng và những câu hỏi với những người học khác. In the next step of the course, we'll give you some tips on the best way to get the most out of the course. Là trong những cái bước kế tiếp của cái khóa học, chúng tôi sẽ cho bạn những cái mẹo theo những cái cách tốt nhất để mà gặt hái được thật là nhiều the most out of the course, thật là nhiều từ cái khóa học này. But first, we like to hear from you. Nhưng mà trước hết là chúng tôi muốn nghe từ bạn. Your turn to say hello. Là bây giờ đến lượt bạn nói xin chào rồi đó. Tại vì nãy giờ người ta chào mình nè mấy bạn. Giờ mình người ta nói là người ta muốn mình chào. We would like you to introduce yourself by posting a comment below. Tell us something about. Chúng tôi mong muốn là bạn sẽ giới thiệu về bản thân mình bằng cách đăng một cái bình luận ở phía dưới, nói với chúng tôi vài điều, vài thứ về who you are, bạn là ai, where you from, là bạn từ đâu tới, why you joined this course,
có nghĩa là tại sao bạn lại tham gia khóa học này. Click the pink comments link below to read what other learners have said. Then post a short comment of your own to tell us about yourself. Là click vào cái đường link bình luận màu hồng ở bên dưới để mà đọc những gì mà những cái người học khác đã nói, và sau đó đăng một cái bình luận ngắn của chính mình để nói với chúng tôi về bản thân bạn. Join the community. Understanding IELTS has a Facebook group with almost 10,000 members. People who are doing this, who are doing the course now and who have done it in the past. Cùng tham gia vào cộng đồng thấu hiểu tiếng Anh, có một cái group Facebook với gần như là 100.000 thành viên. Những người mà đang đang tham gia khóa học nè mấy bạn. Bây giờ những người mà đang tham gia khóa học bây giờ, hoặc là những người đã làm cái đã thi cái bài kiểm tra này ở trong quá khứ. It's great place to ask questions. Đây là nơi tuyệt để mà hỏi những câu hỏi. Help each other out là giúp đỡ lẫn nhau. And get extra support with the exam, và nhận được thêm những cái hỗ trợ về cái bài thi này. Why not join us there? Tại sao lại không tham gia cùng chúng tôi ở đó? Nào, mình mở thử cái link này coi ha. Nhóm công khai. IELTS Mock Study Group. Để mình đăng nhập cho mấy bạn. Nhóm rất là đông, 313.500 người, rất là đông. About this group, join our community of learners who participated in the Understanding IELTS mock. Share your ideas, share your IELTS ideas. Tham gia cộng đồng những người học tham gia vào khóa học thấu hiểu IELTS MOOC là gì ta? Không biết. Share your IELTS ideas, chia sẻ những cái ý tưởng IELTS liên quan IELTS, những cái tips and experience here, and improve your English by chatting with other learners, sharing interesting posts and resources, asking and answering questions, chia sẻ những ý tưởng mẹo hoặc là kinh nghiệm học IELTS ở đây, và cải thiện tiếng Anh của bạn bằng cách tán gẫu chat với lại những cái người học khác, chia sẻ những cái bài post lý thú và những cái nguồn tài liệu lý thú, rồi hỏi và trả lời những câu hỏi. British Council has a child protection policy, which means that we can't post photo of children under 18, so please don't include any in the post you make. Là British Council có một cái chính sách bảo vệ trẻ em. Cái chính sách này có ý nghĩa là chúng ta
không được, không thể đăng những bức hình của trẻ em dưới 18 tuổi, cho nên làm ơn không có gắn những cái hình như vậy, bất kỳ cái hình nào vào trong những cái bài bài đăng mà bạn thực hiện. Private, nên là private là riêng tư. Only members can see who's in the group and what they post. Chỉ có những thành viên mới có thể nhìn thấy ai ở trong group và những gì mà họ đang visible. Anyone can find this group. Là nó hiển hiển thị được, nó cứ hiển lên thôi, ai cũng có thể nhìn thấy được. General group là group này là chung chung. History. Group history shows when this group was created. Cái lịch sử của cái nhóm cho thấy là khi nào mà cái group này nó được tạo. As well as changes to its name, cũng như là những cái lần thay đổi tên. You can use group history to see whether a group's purpose has changed over time. Bạn có thể sử dụng cái nhật lịch sử nhóm này để mà xem coi liệu cái mục đích của cái group này có thay đổi theo thời gian không. October 30th, 2015, được tạo vào ngày 30 tháng 10 năm 2015. No recent changes to group name, là hồi đó giờ là không có đổi tên. Members, đây là người. Navin and 8 other members are admin. Admin sẽ admin các bạn. Admin đúng không? Admins, mình nghĩ vậy. Đúng rồi. Admin. Admin. Nè, em bướm. A-E. Admin. 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 She works in admin. A few admin problems. Moderator là kiểu như là trong một buổi mà trao đổi thảo luận thì có một người moderator là cân bằng lại ý của tất cả mọi người, điều phối, là gọi là điều phối buổi diễn thuyết. Moderator, mình không có chắc cái người tiếng Việt. Này. Moderator, a person whose job is to help people or groups who disagree to reach an agreement. Là người mà công việc của họ là giúp những người hoặc là những cái nhóm mà bất đồng quan điểm đưa ra cái sự đồng thuận với nhau. À đây. Đặc biệt là tiếng Anh Bắc Mỹ nha. A person whose job is to make sure that a discussion or a debate be fair. Là một cái người mà công việc của họ là nhằm đảm bảo rằng cái buổi thảo luận hoặc là cái buổi tranh luận thì công bằng. Mình tra tiếng Việt coi. Moderator là gì nhé? Moderator. Moderator. À, là người điều tiết. Người điều tiết cuộc trao đổi. Hôm nay là có 9 post. Tổng cộng là bao nhiêu đây thành viên? Thôi mình cứ tham gia thử đi, cũng đâu có mất cái gì đâu. Rồi người ta hỏi mình một đống thông tin luôn. Rồi, IELTS Mock Study Group. Group riêng tư là group học IELTS Mock Private Group. 313.000, 313,5 nghìn người là thành viên. Your request is pending, có nghĩa là nó đang chờ đó, nó đang được xét duyệt đó các bạn, chờ xét duyệt. Pending, cái từ này mình nhìn thấy nhiều chứ mình cứ chưa có dùng,
mình tra nó ha. Ồ, tra chữ pen không ra ta. Pending. À, pending. Ồ, cái này nó là preposition, adjective mấy bạn. Mình tưởng nó là động từ chứ. Rồi, pending preposition là giới từ, nghĩa là dùng cho nghĩa trang trọng. Là while waiting for something to happen, là trong lúc đang chờ đợi thứ gì đó diễn ra. Until something happens, cho đến khi thứ gì đó diễn ra. Là ví dụ nè, he was released on bail, pending future inquiries. Có nghĩa là sao ta? Released on bail có nghĩa là tao là giam lỏng. On bail là kiểu như on bail là kiểu như bail là tiền chuộc đó mấy bạn, phải không? Mình không nhớ kỹ nữa, mình hình như là phải trả một số tiền là được thả ra, nhưng mà cái này là không biết nữa. Kiểu như có tội thì tạm thời là thả ra. Để tra coi nó ra sao nha. Đúng rồi nè. Nè, out on bail được tạm nè, sau khi đóng tiền bảo lãnh. Đó, out on bail là tạm được tự do, được tại ngoại. À, đóng tiền tại ngoại đó mấy bạn. Tại ngoại nhờ đóng tiền bảo lãnh đó. Anh bé được thả do là đã đóng tiền bảo lãnh. Anh ấy được thả on bail là do đóng tiền bảo lãnh. Pending là chờ cho đến đến khi làm những cái hỏi đáp sau hơn nữa đó, những cái inquiries là những cái này điều tra. Inquiry là kiểu thắc mắc á, nhưng mà không biết dịch sao cho nó hay chỗ này. Inquiries những cái yêu cầu thông tin ở những thẩm vấn. Rồi mình trở lại đi, là anh ấy được thả nhờ đóng tiền bảo lãnh để chờ cho tới khi những cái phiên thẩm vấn sắp tới, được không? Thì sao pending này là loại từ gì mấy bạn? Sao pending là loại từ danh từ. Further inquiries. Rồi mình xem tính từ của nó luôn đi. Waiting to be decided. Waiting to be decided or settled. Nine cases are still pending. Là đang chờ quyết định. Đang chờ để được quyết định. A pending file. A pending tray. Where you put letters, etc. You are going to deal with soon. Là một cái mâm hoặc một cái tệp hồ sơ mà hồ sơ chờ. Đó. Cái chỗ mà bạn đặt những cái thư từ đi vô, hoặc là những cái đơn này nọ, vân vân, mà bạn sắp xử lý nó. Đó. Cái này là của bản thân mình. Hay là ví dụ như mình đi tới ủy ban nhân dân thì mình cũng phải bỏ vô trong cái tray, người ta để cái tệp sẵn để mình bỏ vô đó, rồi người ta rút ra, người ta giải quyết từ từ. Rồi còn một cái nghĩa khác là going to happen soon. An election is pending in Italy. Là một cái cuộc bầu cử thì sắp diễn ra ở Ý. His pending departure. Depart là xuất đi ha. Departure là rời đi mấy bạn. Còn arrival là tới. Đó là an act of leaving a place, là sự rời đi. Là anh ấy kiểu như ở đây là nó dùng một cái danh từ, cụm danh từ là sự rời đi sắp diễn ra của anh ấy.
Đó, Việt Nam mình thì ít khi nào dùng danh từ kiểu này, nhưng mà nếu mà mình dùng tiếng Anh mà mình dùng cụm danh từ như vậy rất là hay. Là his pending departure, có nghĩa là anh ấy sắp rời đi. Đó, pending. Rồi, mình dịch xong cái này thì buổi học của mình hôm nay là kết thúc ha. Tại vì hồi nãy giờ mình làm cũng lâu rồi, nó sợ mấy bạn coi chán. Rồi, answer questions là trả lời những câu hỏi của cái IELTS Mock Study Group, là cái group học tập IELTS Mock. Rồi, group riêng tư 313,5 nghìn thành viên. Your request is pending. Bây giờ mình pending, hồi nãy giờ mình đọc nhiều nghĩa vậy có nhớ không ta? Là chờ để được quyết định, chờ để được giải quyết. Là cái yêu cầu tham gia nhóm của bạn nè, đang được chờ để xử lý. You can finish your request by answering these membership questions. Bạn có thể hoàn thành cái yêu cầu này, yêu cầu tham gia nhóm của bạn bằng cách trả lời những cái câu hỏi của thành viên, của hội hội thành viên ở dưới đây. Your answers will make it easier for admin. Admin đúng không? Đọc là admin đúng không mấy bạn? Mà đã mình đọc rồi đó. Admin. Admin, mình đọc sai. Admin, âm a e, admin, admin. Easier for admins to review your membership. Là những câu trả lời của bạn sẽ làm cho, sẽ khiến cho Admin. admin cho admin dễ dàng hơn trong việc đánh giá cái sự tham gia làm hội viên của bạn, cái tính hội viên, membership không biết như sao nữa, hội viên đó, membership. Nhiều từ mình biết nhiều hơn mà mình à, tư cách hội viên hay quá, dịch hay nè. Tư cách hội viên, để xem xét cái tư cách hội viên của bạn. You are currently participating in any or all of British Council's Understanding IELTS course. Là người ta hỏi là bạn gần đây vừa mới tham gia bất kỳ hay là toàn bộ những cái khóa học thấu hiểu tiếng, thấu hiểu IELTS của British Council có phải không? Mình nói yes nè. Yes. Mà người ta hỏi là Are you? Thì mình bây giờ trả lời là yes, I am. Which courses are these? If not, why you want to join this group? Là mình học khóa học nào mình phải nói cho người ta biết là mình học cái khóa này. Mình học Understanding IELTS on futurelearn.com. À, rồi. Yes, I am. I have joined. I have just joined understanding course. Understanding IELTS course on futurelearn.com. Yes, I am. I have just joined Understanding IELTS course on futurelearn.com. Có nghĩa là tôi vừa mới tham gia cái khóa học thấu hiểu IELTS ở trên trang web futurelearn.com. À, cho futurelearn đi xài.
Right. If you post illegal or non-IELTS materials, share, scam, spam, post in this group, post in any language other than English, or break the code of conduct, you will be removed and you'll be banned permanently from the group. Do you understand? Là người ta nói là nếu mà mình đăng bất kỳ cái thông tin, những cái materials, là những cái gọi là gì ta, material dịch là vật liệu đó, nhưng mà material ở đây nha, material nó có nhiều nghĩa. Những cái gì? Danh từ nè. À, những tài liệu đi. Những cái tài liệu mà không phải là IELTS, hoặc là những cái tài liệu mà phạm pháp, hoặc là share những cái scam, hoặc những cái spam. Scam là cái gì? Spam là kiểu như là mình đăng nhiều thiệt nhiều spam. Advertising material sent by email to people who have not asked for it. Nghĩa là quảng cáo. Quảng cáo mà người ta không có yêu cầu gửi mà không gửi. Nên là scam. Dạ. Thằng Phúc nó đi đâu rồi? Tiếp tục. Scam, a clever or dishonest claim for making money. An insurance scam là một cái phương thức, một cái kế hoạch. Dishonest là bất chính đi ha, bất chính. Là clever, tinh vi, để mà làm tiền, lừa tiền. Scam tiếng Việt là gì ta? Lừa đảo. Mua đồ bất lương. Lừa đảo mấy bạn. Đó. In this group, post in this group là những cái bài đăng mà lừa đảo nè, những cái bài đăng mà quảng cáo mà không ai mượn nè. Ở trong cái group này thì những cái bài đăng mà những cái ngôn ở ngôn ngữ khác mà không phải tiếng Anh, hoặc là những cái hoặc là bạn code of conduct là gì ta, quy tắc ứng xử, code of conduct mà bạn break có nghĩa là không có tuân theo, phá vỡ quy tắc ứng xử, không có tuân theo quy tắc ứng xử. Your post will be removed là cái bài đăng của bạn sẽ bị gỡ bỏ. And you will be banned permanently from the group, là bạn sẽ bị cấm vĩnh viễn khỏi group này. Bạn đã hiểu chưa? Do you understand? Mình nói là yes, I do. Upon approval of membership, với cái sự chấp thuận tư cách hội viên, làm ơn đọc cái quy tắc ứng xử của cái group và những cái thông báo của cái group. Đọc ở đâu? Do you enter your password or other sensitive information here, even if you've asked to buy? Do not. Đọc sai bét. Do not enter your password or any sensitive information here, even if you are asked to read, you asked to buy
the IELTS most study group admins. Là đừng có nhập và đừng có nhập cái mật khẩu hoặc là những cái thông tin sensitive, là nhạy cảm. Sensitive ở đây dịch nhạy cảm thì không phải đâu. Sensitive information that you have treat with great care because it may offend people or to make them angry or embarrassed. Những cái thông tin mà nhạy cảm, tại vì nó có thể xúc phạm người ta hoặc là làm cho người ta giận dữ, xấu hổ. Nói chung là thông tin nhạy cảm. Rồi, người ta nói nè, admins have received your answers and you'll be notified if your request to join is approved. Là admin đã nhận được cái câu trả lời của bạn và bạn sẽ được thông báo nếu mà cái yêu cầu của tham gia của bạn được chấp nhận. Ok, tắt nó đi. Cái này là truyền tâm. Rồi, vậy là coi như là xong. 9 new posts today, là bữa nay có 9 bài đăng mới. Tuần vừa rồi thì có 239. Tổng cộng là bao nhiêu đây hội viên? Rồi, bao nhiêu đây trong cái tuần vừa rồi? Ồ, trong tuần vừa rồi cũng 500 mấy người vô á. Nhiều quá mấy bạn ha. Ồ, mỗi tuần mà 500 mấy người. Rồi, mình nghỉ nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.